Xin chào khán giả đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Cristiano Ronaldo và Lionel Messi hiện đang là những ông hoàng sáng giá trên sân cỏ. Cả hai thường được xem là kỳ phùng địch thủ của nhau. Tuy nhiên, suốt 10 năm qua, Messi vẫn luôn đứng trên Ronaldo trên sân bóng. Giờ đây thì chúng ta hãy thử đặt lên bàn cân để so sánh hai cái tên này trên một hạng mục khác, đó là đồng hồ. 1. Chiến trường đồng hồ thông minh Smartwatch. Với Lionel Messi, hãy kể đến chiếc đồng hồ Porsche Design Huawei Watch 2. Messi là đỉnh cao khi nhắc về một vận động viên xuất sắc và anh chính là lựa chọn hoàn hảo mà nhà sản xuất đồng hồ Smartwatch hướng tới trước đây. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa anh tài bọ chét nguyên tử và thương hiệu công nghệ khổng lồ từ Trung Quốc là Huawei lại không thật sự thành công, nếu không muốn nói là thất bại. Dù vậy, chiếc đồng hồ này vẫn là một chiếc smartwatch có vẻ ngoài đẹp mắt, cũng như sau đó thì Messi vẫn được trả một mức thù lao đủ để tậu thêm nhiều cỗ máy đồng hồ đắt giá hơn. Thế còn Cristiano Ronaldo, phải nhắc đến chiếc Tag Heuer Connected. Khi xu hướng kết hợp với người nổi tiếng ngày càng trở nên rõ ràng, thì không khó để thấy vua của các cú step over lại lựa chọn đối tác dẫn đầu về khả năng marketing trong ngành để kết hợp. Cũng thật bất ngờ khi thương hiệu Tag Heuer đã tung ra mẫu đồng hồ Connected Watch vào năm 2015, với một thiết kế đồng hồ kỹ thuật số dưới sự chỉ đạo của Jean-Claude Brewer. Có vẻ như là mọi chi tiết của chiếc đồng hồ này đều đáng giá. Anh chàng người Bồ Đào Nha đã hoàn thành tốt sứ mệnh đại diện, còn chiếc đồng hồ smartwatch này lại có mặt số rất ấn tượng. Như vậy, ở hạng mục này, có thể thấy người chiến thắng chính là Ronaldo với chiếc Tag Heuer Connected anh từng làm đại diện. Thứ hai, hãy xét về những model đồng hồ sử dụng kim cương. Với Messi, chúng ta có thể nhắc về chiếc đồng hồ Jacob & Co. Epic Chrono Messi White Gold Titanium and Baguette. Sự kết hợp giữa Messi và thương hiệu Jacob & Co. đã tạo nên khá nhiều mẫu đồng hồ thú vị, ví dụ như là chiếc đồng hồ này có vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt. Mẫu đồng hồ có bộ vỏ 47mm và chất liệu cấu thành nên, gồm có vàng trắng, titanium và kim cương baguette. Tông màu xanh, đỏ, trắng kết hợp với nhau khiến cho chiếc đồng hồ cực kỳ nổi bật trên cổ tay của bất cứ ai, và mẫu đồng hồ này chỉ được sản xuất giới hạn với số lượng 37 chiếc trên toàn thế giới. Còn Ronaldo, hãy kể đến mẫu đồng hồ Bulgari Octo Tourbillon Diamonds. Không khó để bắt gặp hình ảnh anh chàng này xuất hiện khi đeo trên tay những cỗ máy đếm thời gian được nạm kín kim cương, từ Rolex, Breguet hay là Frank Muller. Bộ sưu tập các cỗ máy đếm thời gian của CR7 luôn đưa công chúng đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác với vẻ hào nhoáng và xa xỉ. Một trong những mẫu đồng hồ nổi bật của anh chàng này là chiếc Octo Tourbillon Diamonds sở hữu 271 viên kim cương baguette nặng kín trên tổng thể thiết kế. Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, chiếc đồng hồ này còn có một lồng tourbillon nằm tại góc 6 giờ đồng hồ, điều khiến cho nó có mức giá là 790.000 USD. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xét đến trận chiến cuối cùng với Messi, đó là chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Leo Messi Limited Edition Chronograph in Platinum. Sở hữu một chiếc Audemars Piguet luôn là bằng chứng để khiến cho bạn là một tay chơi đồng hồ thực thụ. Và model đồng hồ Royal Oak Chrono Leo Messi là một thiết kế có vẻ đẹp tuyệt vời. Phiên bản làm từ Platinum 950 của Lionel Messi rất hiếm có và khác với bộ vỏ từ vàng hay là thép không gỉ. Chất liệu Platinum khiến cho chiếc đồng hồ là món phụ kiện nặng tay trên cổ tay nam giới. Mọi phiên bản giới hạn đều được khắc dòng chữ Leo Messi nằm tại nóc nắp đáy của đồng hồ. Còn với Ronaldo, chiếc đồng hồ Rolex GMT Master 2 Ice Red 116769 TBR có khiến cho anh chàng trở nên nặng đô hơn. Thực tế thì so với chiếc Frank Muller Invisible Setting trị giá 2 triệu USD mà anh chàng CR7 này từng công khai, thì mẫu đồng hồ Rolex này không khiến công chúng ngạc nhiên bằng. Chiếc đồng hồ này là mẫu đồng hồ có giá bán retail cao nhất trong thời điểm hiện tại, ngoài 700.000 USD. Không được sản xuất giới hạn, nhưng mẫu đồng hồ này vẫn rất hiếm. Chiếc đồng hồ này có những viên kim cương được cắt và sắp đặt cực kỳ hoàn hảo, điều khiến cho nó trở thành niềm ao ước của rất nhiều người trên thế giới. Như vậy thì trong lần đấu thứ ba này, mặc dù cỗ máy Audemars Piguet của anh chàng xứ Argentina cũng rất là ngầu, nhưng thắng cuộc thì có lẽ phải kể đến chiếc Rolex GMT Master 2 Ice Red 116769 TBR của Cristiano Ronaldo. Còn khán giả của Gia Bảo Luxury, các bạn nghĩ sao về sự so sánh của chúng tôi trong video ngày hôm nay thì hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!